Con cáo thành tinh. Ngày xưa, vương quốc Hy Lạp thống trị bởi nhà vua Cyrene bị con cáo Thumesian tác oai, tác quái. Con cáo này sinh ra với một thiên mệnh là không thể bị bắt bởi bất cứ ai. Con cáo ấy hung tợn lắm, nó tha hồ hại người, khiến dân chúng khổ cực mà không ai làm được gì. Cứ thế này thì cả làng ta chết mất. Chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày, bao nhiêu người đã phải bỏ mạng trước nanh vuốt của con yêu quái đấy rồi. Không ai làm gì được nó sao chứ? Quân của đức vua đâu? Chẳng lẽ người không làm gì để cứu bách tính nữa? Họ đã tạm thời khống chế được nó và giữ được bình yên ở làng trên. Nhưng không ngờ, qua nay nó lại di chuyển sang đây và tiếp tục hoành hành. Chúng ta trật tự nào, đừng để nó nghe thấy là bất mãn như tôi. Mọi người tạm trú tại đây, chờ đêm xuống chúng ta hẳn ra ngoài. Xin những thế lực linh thiêng hãy bảo hộ cho chúng con vượt qua được cơn tai ương này. Tất cả mau lui xuống, bảo toàn quân số. Không thể làm gì được con yêu quái đó sao? Vương quốc Hy Lạp hùng mạnh mà phải chịu thua cái thứ vô nhân đạo ấy hả? Dạ thưa, đó là con cáo khổng lồ Thumesian, được số mệnh định trước là không bao giờ bị bắt. Vậy nên để tiêu diệt con quái thú này là một nhiệm vụ bất khả thi thưa nhà vua. Con dân của vương quốc không thể chịu đựng được thêm nữa rồi. Hãy mau tăng cường binh lính, kiểm tra nghiêm ngặt các cổng ra vào thành. Thần đã rõ thưa đức vua. Thần tướng quân Amphitryon xin được diện kiến đức vua ạ. Có chuyện gì vậy? Ngọn gió nào đưa người đến đây? Amphitryon, vị tướng của thần Thebe. Thần từ Thebe lên đây cầu xin được đức vua viện trợ cho đội quân phía nam của thần. Thần lo sợ rằng chúng ta sẽ hoàn toàn bị đánh gục bởi kẻ địch hùng mạnh đang thống lãnh khu vực phía bắc kia ạ. Một vị tướng như Amphitryon mà cũng có ngày phải nhờ đến viện trợ cơ à? Nhưng thôi được rồi, ta sẽ cho ngươi bao nhiêu quân tùy muốn, nếu như ngươi có thể đồng ý với ta một điều kiện. Đó là điều kiện gì vậy thưa đức vua? Nếu nằm trong khả năng của thần thì thần nguyện sẽ dốc hết sức lực ạ. Đó là những quái thú đang hoành hành nơi đây, kẻ được mệnh danh là không thể bị bắt bởi bất cứ ai. Ngươi làm được chứ? Nếu đó là mối bận tâm bức thiết của nhà vua và vương quốc lúc này, thần xin nha lệnh. Rất tốt, hãy đi và mang đầu con cáo đó về đây cho ta. Giữ vững tinh thần, quân thủ bày binh bố trận, sẵn sàng vào vị trí, chuẩn bị và chờ chiến đấu. Quân thủ, tất cả bắn hạ. Được lắm, ta sẽ quay lại và trả thù cho mối nhục nhã ngày hôm nay. Tất cả nghe đây, rút binh trở về. Con quái vật đáng bị nguyền rủa kia, nó còn có thuật phun ra lửa nữa. Con giỏi thì mau ra đây đấu cho ta. Thật hèn hả, buổi chiến đấu ngày hôm nay lại thất bại rồi. Tướng quân hãy giữ bình tĩnh, đừng mạo hiểm. Chúng ta trở về thôi. Đây là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận được. Hôm nay ta nhất định phải đem đầu con cáo về dâng cho đức vua. Ngài đừng nói thế, đó là con quái thú không dễ gì đánh bại. Nếu bất chấp sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng, cũng như gây tổn hại tới quân lính. Ngươi nói đúng, ta nhất thời giận dữ mà mất khôn rồi. Hãy mau cho rút binh, chờ ngày chiến đấu tiếp theo. Ngày hôm sau. Nếu nó là con cáo có sứ mệnh không thể bị bắt bởi bất cứ ai, thì sức người sao có thể đánh bại được đây? Ta phải làm gì bây giờ? Kephalus, con trai của thần Hermes và Hermes, mang tội danh là kẻ giết vợ, mỗi ngày đều phải chịu những tiếng sỉ vả của người dân. Quân giết người, giết cả vợ của mình. Cút đi, ở đây không ai chứa ngươi đâu. Nam nhi đại trượng phu mà làm cái chuyện thật xấu hổ. Tôi không làm ra chuyện đó, không phải như mọi người nghĩ đâu mà. Ngộ sát vợ ư? Dù sao thì vợ anh cũng chết dưới tay anh rồi. Hãy sống nốt phần đời còn lại trong địa ngục đi. Có chuyện gì vậy nhỉ? Người đó là ai? Tôi nhận ra ngài là tướng quân Amphitryon, đang phải gồng mình mỗi ngày để đánh bại con quái thú. Ngươi là ai? Sao ngươi lại biết ta? Tôi đang nắm giữ một vũ khí đắc lực
có thể giúp ngài trong thử thách lần này. Ngài có thể cần đến tôi đấy. Nếu ngươi đã nói vậy thì hãy cùng ta trở về doanh trại. Mình không thể chịu đựng được thêm những lời đàm tiếu này nữa. Đây có lẽ là cơ hội nhà vàng, phải nắm lấy thôi. Laylaps, con chó săn của thần Zed tạo ra với thiên mệnh có thể bắt được bất cứ con mồi nào sao? Ngươi là chủ nhân của nó sao, Syphilis? Dạ phải thưa tướng quân. Sau khi qua tay nhiều đời chủ, hiện tại bây giờ nó thuộc về sở hữu của tôi ạ. Tuyệt lắm, Syphilis. Ta muốn có một sự trao đổi với ngươi. Laylaps, con chó săn này sẽ giúp ta đánh bại con cáo chết tiệt. Và phần ngươi, điều kiện dành cho ta là gì? Đó chính là chủ đích của tôi khi dắt người bạn đồng hành đến đây. Một sự trao đổi, con chó Laylaps và lấy lại thanh danh cho tôi. Kể cho ta nghe câu chuyện của ngươi đi. Vì sao ngươi lại lưu lạc tới thành Thê Bê? Và nỗi quan của ngươi là gì? Bi kịch đã xảy ra, điều mà tôi không bao giờ muốn. Cứ ngỡ đó là thú rừng. Tôi đã vô tình cướp đi sinh mệnh người vợ thân yêu của mình theo cách đó. Không điều gì có thể tha thứ được lỗi lầm của ngươi. Ngươi sẽ phải chịu đau đớn và sự dằn vặt đến hết kiếp này. Còn giờ ta tuyên bố, ngươi chính thức bị trục xuất khỏi kinh thành. Mọi người coi tôi như một tên tội phạm ra tay với chính vợ của mình. Nhưng mọi người đâu hiểu sự việc này. Tôi mới là người đau đớn nhất chứ. Từ giờ tôi đã không còn vợ bên cạnh nữa rồi, còn phải bỏ xứ đi tha hương cầu thực. Vậy nên người muốn lấy công chuộc tội bằng cách nhờ ta nói tốt với nhà vua Korean, lấy lại thanh danh cho người. Còn ta sẽ có vũ khí tiêu diệt con cáo là con chó săn Laylaps, đúng không? Đó chính xác là điều tôi muốn. Ngài thấy thế nào? Sẽ theo ý người. Đi rồi, con cáo độc ác kia đã bị đánh đuổi đi ra xa rồi. Hình như là có con chó thần nào đó đang ngày đêm chiến đấu không ngừng nghỉ, lập nên chiến tích này. Ừ, giờ chúng ta sẽ được yên bình, cảm tạ trời đất. Ông lớn nhất đánh đuổi quái thú lần này thuộc về Syphilis nhà ngươi. Giữ đúng lời hứa với tướng Amphitryon, ta sẽ xóa tội danh để ngươi được trở về với quê hương và sống một cuộc đời mới. Dạ, cảm tạ đức vua. Chiến tích lần này, thần xin phép được dành cho con chó Laylaps của thần ạ. Nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình, là kẻ bắt được bất cứ con mồi nào. Nó đâu rồi? Sao hôm nay ngươi không đưa nó lên đây để diện kiến đức vua? Chẳng phải ngươi cũng nên được gặp một chiến binh thực thụ sao? Không phải tôi không muốn, nhưng tôi e rằng sẽ không còn lần nào tôi được gặp lại con chó trung thành này nữa rồi. Tại sao chứ? Mặc dù con chó Laylaps đã đuổi con cáo Tumesian ra khỏi vùng đất của người dân, tuy nhiên vì nó sinh ra với một định mệnh là có thể bắt được bất cứ con mồi nào, nên chừng nào chưa bắt được con cáo thì nó không trở lại nữa. Nhưng con cáo Tumesian lại không thể bị bắt bởi bất kỳ ai, nên hai con vật này sẽ bị cuốn vào một vòng lặp vô tận. Về sau, vị thần tối cao Zed nhận ra được sự mâu thuẫn này mãi mãi không có lời giải, vậy nên đã quyết định biến chúng thành đá và đưa lên trời. Chúng thành hai chòm sao đại khuyển Canis Major, con chó Laylaps, và tiểu khuyển Canis Minor, con cáo Tumesian. Thế nên cho tới giờ, hai chòm sao Laylaps và Tumesian vẫn cứ kẹt lại ở trong khoảnh khắc đuổi nhau đến vô tận. Trái tim của sư tử. Chạy đây, sư tử đến đây. Mới đó mà chúng đã chạy đâu mất rồi. Mi tưởng trốn ta mà được à? Tha cho tôi, tha cho tôi. Muốn chạy hả? Hôm nay nhất định mi phải làm bữa tối của ta. Ông đúng là kẻ không có trái tim. Chạy đây, kẻ không có trái tim lại đến đây. Mình có nghe nhầm không nhỉ? Hình như chúng nó vừa gọi mình là kẻ không có trái tim. Ông đúng là kẻ không có trái tim. Tại sao bọn thú rừng lại nói mình không có trái tim chứ?
chẳng lẽ phải mổ bụng ra để chúng nó thấy tim của mình sao? Toàn bộ nói láo. Ai đấy? Mau ra đây! Ra đây! Chạy đâu cho thoát? Ôi! Xin anh hãy tha cho tôi. Tha cho ngươi à? Khó khăn lắm mới kiếm được một con mồi ngon, làm sao mà tha được? Ngươi giở trò gì đấy? Sắp sinh ư? Ngươi đang có thai à? Tôi xin ông hãy để cho tôi sinh con xong, rồi ông muốn làm gì tôi cũng được. Chỉ mong ông hãy mở rộng lòng thương, cho hưu con một con đường sống. Tại sao ta phải tha cho ngươi một bữa thịnh soạn thế này cơ mà? Được cả mẹ lẫn con chứ. Tôi xin ông mà, hưu con còn rất nhỏ, nó không đáng để làm một bữa cho ông đâu. Làm ơn gọi giúp tôi bắt gấu đỡ đẻ được không? Tôi sắp sinh rồi. Đau quá. Cái gì? Gọi bà đỡ hả? Gọi kiểu gì? Gọi ở đâu? Đau quá, đau quá. Không kịp nữa rồi. Mau lấy giúp tôi ít lá khô và đỡ đẻ giúp cho tôi đi. Tôi xin ông. Cái gì? Người bảo ta đi lấy lá khô ư? Và đỡ đẻ cho ngươi ư? Ta đâu biết những chuyện đó đâu. Lá khô, tôi cần lá khô để làm ổ cho hưu con ra đời mà. Ta sẽ lấy ngay. Nước, tôi cần nước. Nước hả? Được. Con của ngươi đây. Con của mẹ. Cuối cùng mẹ cũng gặp được con rồi. Ngươi cũng đã sinh xong rồi. Giờ thì tôi biết rồi. Tôi sẽ không bỏ chạy đâu. Chỉ xin ông vài phút để tôi từ biệt hưu con. Mẹ xin lỗi. Con chỉ vừa mới vào đời mà mẹ đã không thể ở bên cạnh con được nữa. Mẹ đúng là một người mẹ tồi mà. Con yêu à, sau này con phải tự kiếm ăn, tự lo cho giấc ngủ, tự bảo vệ cho bản thân mình. Mẹ không thể ở bên che chở cho con được nữa rồi. Đừng đi lang thang một mình, kẻo bị người ta bắt, nghe chưa? Con hãy bú đi, đây là lần đầu và cũng là lần cuối con được bú mẹ. Hãy bú cho no vào con nha. Chỉ vài phút nữa thôi là mẹ sẽ biến mất khỏi cuộc đời này rồi. Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ có thể làm được thế này cho con thôi. Mẹ phải đi rồi. Bây giờ tôi đã sinh xong rồi, ông hãy ăn thịt tôi đi. Thôi, hai mẹ con ngươi đi đi. Hả? Sao? Sao cơ? Đi đi, hai mẹ con ngươi hãy biến khỏi mắt ta trước khi ta đổi ý. Ông nói thật chứ ạ? Dạ, mẹ con tôi đi ngay ạ. Cảm ơn ông đã tha mạng. Trong rừng, họ vẫn bảo ông là người không có trái tim, nhưng tôi thì không nghĩ thế. Trái tim của ông rất nhân hậu và ấm áp. Trái tim ấm áp sao? Ta vẫn có trái tim sao? Thì ra bọn thú rừng không nói về trái tim trong lòng ngực này. Ý chúng là ta không có sự nhân hậu và ấm áp như hưu mẹ nói. Vì thế nên chúng luôn xa lánh ta. Từ nay ta sẽ phải thay đổi. Ta sẽ cho chúng thấy sư tử cũng có trái tim. Người làm trò múa rối. Ngày ấy lâu lắm rồi, có một bác làm trò múa rối. Bác đi khắp Đan Mạch cùng với một chiếc hòm gỗ lớn, trong đó chứa đầy những con rối. Hoàng hô, hay quá. Xin cảm ơn. Chào bác. Chào cậu.
cháu xin tự giới thiệu, cháu là một cử nhân vừa tốt nghiệp được Viện Khoa học Copenhagen phái đến đây để dạy ở các tỉnh lẻ. Hôm nay được xem các vở rối của bác, cháu rất thích. Tôi cũng đoán được phần nào về cậu. Khi tôi diễn, tôi đã quan sát cậu. Cậu luôn cười đúng chỗ và luôn vỗ tay đúng chỗ. Cậu đúng là một khán giả đặc biệt. Cảm ơn lời khen của bác. Được lời như cởi tấm lòng, cậu cử nhân và bác làm trò múa rối trò chuyện cùng nhau đến khuya, hết chuyện nọ đến chuyện kia, như thể họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Bác biết không, cháu luôn nghĩ cả thế giới này là một loạt điều kỳ diệu, nhưng chúng ta quen thuộc những điều ấy đến nỗi cho là chuyện bình thường. Ai nhận ra điều kỳ diệu ấy mỗi ngày chắc hẳn là người hạnh phúc như bác đây. Cháu đồ rằng bác chắc hẳn là một trong những người hạnh phúc nhất thế gian. Một trong những người hạnh phúc nhất thế gian ư? Cũng có thể nói như vậy. Bác có hạnh phúc không? Có chứ, tôi luôn được hoan nghênh ở tất cả các thành phố mà tôi đem các con rối tới. Tuy nhiên, thú thực cũng có một mong ước đôi khi ám ảnh tôi. Tôi ước sẽ có một gánh hát sống thật sự để làm chủ một đoàn nam nữ diễn viên bằng xương bằng thịt. Tôi hiểu, bác muốn đem cuộc sống đến cho những con rối. Bác muốn biến chúng thành những diễn viên sống thật sự, còn bác trở thành ông chủ của họ. Lúc đó, bác sẽ hoàn toàn hạnh phúc. Bác nghĩ như vậy phải không ạ? Ừ, đúng là tôi có cái mong ước ấy thật. Vậy cháu chúc cho mong ước của bác thành hiện thực. Cảm ơn cậu. Sau ly rượu vang ấy, bác múa rối như được đưa vào một thế giới khác, lung linh và huyền ảo. Ánh sáng tỏa chiếu lên gương mặt cậu cử nhân. Giờ đây, trông cậu như một vị thần đang đưa bác đến một mộng ước của đời bác. Phải chăng giấc mộng của bác sẽ trở thành hiện thực? Trời ơi, thần linh đã nhập vào chúng. Những con rối đã trở thành những diễn viên bằng xương bằng thịt. Chào ông chủ. Ông chủ hả? Vâng, thưa ông chủ, tất cả chúng tôi đều sẵn sàng cho buổi trình diễn mở màn của chúng ta. Buổi diễn mở màn à? Hay quá, vậy thì chúng ta ra sân khấu thôi. Nhưng diễn vở gì bây giờ nhỉ? Tất nhiên là vở của nhà vua rồi. Còn vở diễn nào xứng đáng đi mở màn hơn vở có nhà vua được nữa? Không đúng. Thưa ông chủ, một vũ nữ là linh hồn của một buổi diễn. Nếu tôi không đứng được trên một chân thì cả nhà hát sẽ sụp đổ. Tôi mong được đối xử đặc biệt. Ông nên để tôi diễn vở mở màn cho. Ông chủ, tôi đóng vai hoàng hậu. Mà một hoàng hậu thì không thể xuất hiện sau ai đó được. Nếu không được diễn mở màn thì tôi sẽ bỏ tập. Các anh các chị thôi đi. Trong vở diễn ai cũng quan trọng như nhau cả. Anh này nói đúng. Trong vở diễn ai cũng quan trọng. Như tôi đây, tôi chỉ diễn vai người đưa thư, nhưng tôi cũng quan trọng ngang với kép chính. Thế nên, thưa ông chủ, ông nên cho tôi ra mở màn. Anh mở màn ư? Rõ vớ vẩn, vai phụ mà đòi ngang hàng với vai chính. Mời anh lùi ra sao cho. Thưa ông chủ, tôi diễn vai chính, tôi mới là người xứng đáng nhất để ra mở màn. Nghe có lý đấy. Với cả, tôi cũng phải là người nói những câu thoại cuối cùng trước khi vào hậu trường. Bởi vì chỉ sau những câu đó, những tràng vỗ tay mới vang lên. Cái đó còn tùy vào kịch bản nữa chứ. Tôi không cần biết, tôi phải nói câu đầu tiên và câu cuối cùng, thế thôi. Hay, này anh đừng làm khó ông chủ của chúng ta thế chứ. Chúng ta là diễn viên, phải nghe lời của ông chủ. Cảm ơn cô đã hiểu cho. Nhân đây tôi cũng nói luôn. Dạ thưa ông chủ, tôi sẽ chỉ diễn dưới ánh đèn màu hồng vì chúng phù hợp với nước da của tôi. Không được chiếu ánh đèn xanh vào tôi đâu nha, xin nhớ cho. Đèn hồng, đèn xanh ư? Sao lắm chuyện thế? Tôi phải được mở màn. Tôi chứ, tôi phải được nói câu đầu tiên và câu cuối cùng. Tôi cũng quan trọng như vai chính đấy nha. Nhớ không được chiếu đèn xanh vào tôi đâu đấy. Vở diễn gì mà tệ hại vậy? Khủng khiếp quá, thôi ngay đi. Bác múa rối, gần như ngộp thở, đầu óc quay cuồng. Khoảnh khắc này, bác thấy mình khốn khổ hơn bất kỳ ai. Những con rối kia, ước gì tất cả các ngươi lại chui vào hòm. Ước gì tôi chưa bao giờ là chủ của các người. Trời ơi, thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Này, chúng mày cứ ở trong đó, không bao giờ ta muốn thấy chúng mày bằng da bằng thịt nữa. Bác múa rối, nhận ra cái niềm mong ước lớn của bác thực ra thật dại dột. Bác định nói với cậu cử nhân điều đó, nhưng cậu đã đi đâu mất rồi, cứ như những cụ già Hy Lạp hay những vị thần La Mã ngày trước vậy. Từ đó trở đi, bác múa rối là người hạnh phúc nhất trên đời. Cả khán giả cũng thế, vui vẻ hết chỗ nói. Bác tự do dựng vở bác thích
và không ai phàn nàn gì cả. Bác đi khắp Đan Mạch, bác quen biết nhiều người và nhiều người quen biết bác. Rồi bác sẽ sang Thụy Điển và sau này bác sẽ đi khắp thế giới. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, bác sẽ gieo hạnh phúc khắp những nẻo đường bác qua. Nhiệm vụ khó thực thi. Có gì mà đăm chiêu thế anh? Công việc thôi mà. Một người đàn ông đề nghị anh theo dõi vợ anh ta. Nhưng vấn đề là người ngoại tình không phải vợ anh ta, mà chính là anh ta. Ôi, theo dõi chị vợ để anh ta dễ bề bay nhảy với tình nhân phải không? Vậy thì anh nên từ chối hợp đồng này đi. Anh cũng nghĩ thế. Mình không thể tiếp tay cho cái xấu được. Hồ sơ của ông khách hàng đấy đây hả anh? Ừ, có cả ảnh hai vợ chồng đó. Trời ơi, đây là chị Hoa mà. Nhưng chị Hoa là ai? Thời còn là sinh viên, chị ấy thuê chung phòng trọ với em. Hồi đó tụi em khá thân thiết. Chị Hoa rất tốt với em nữa. Lâu lắm không gặp, không ngờ lại tình cờ biết được hoàn cảnh của chị như thế. Anh Đạt à, anh chờ tôi lâu chưa? Tôi cũng vừa tới. Việc theo dõi vợ tôi anh có nhận lời không? Tôi hứa sẽ trả cho anh hơn mức quy định. Nhưng tôi chỉ phân vân một điều. Nếu anh không còn yêu thương vợ mình nữa, sao anh không nói thật cho cô ấy biết rồi chia tay? Sao phải lén lút qua lại với người khác chứ? Là đàn ông với nhau, sao anh lại hỏi tôi câu đó chứ? Tôi chỉ muốn vui vẻ một chút thôi, chứ không muốn bỏ vợ con. Nói thật nha, vợ chồng sống với nhau nhiều năm cũng chán. Cô vợ tôi thì tốt, nhưng thú thật là không thể thú vị bằng cô thư ký nóng bỏng đang hừng hực tuổi trẻ. Anh hiểu tôi chứ? Nếu anh không làm thì để tôi thuê chỗ khác. Thời còn là sinh viên, chị ấy thuê chung phòng trọ với em. Hồi đó tụi em khá thân thiết. Chị Hoa rất tốt với em nữa. Thời gian qua đi, mỗi người một cuộc sống riêng, không ai gặp ai nữa. Khoan đã, tôi nhận lời. Anh chẳng quan tâm gì tới em hết. Đã bảo hôm nay là sinh nhật của em rồi mà. Anh biết rồi. Anh đã nói hôm nay anh nhiều việc. Cuối giờ anh sẽ đưa em đi ăn tối. Em thích quà gì nào? Mời vào. Tôi gửi anh ảnh của vợ anh ngày hôm nay. Vậy có gì bất thường không? Cô ấy có lẩn vẩn ở khu vực gần nơi tôi làm việc không? Không. Hả? Cô ta đi tập thể dục ở trung tâm. Thật bất thường. Cô ấy tập thể dục ở trung tâm khá xa chỗ này mà. Nhưng cô ấy chưa bao giờ đi tập thể dục cả. Giờ tôi cầm cái gì trên tay đây? Hồ sơ xin việc à? Vâng, có vẻ cô ấy tới một công ty xin việc. Vợ tôi nghỉ làm ở nhà đã gần 10 năm nay. Suốt ngày cô ấy chỉ quanh quẩn chợ búa, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, chăm con. Chắc có lẽ giờ cô ấy muốn đi làm rồi. Cô ấy không còn thời gian để ý tới anh nữa. Càng tốt chứ sao? Nhưng mà... Chị ơi, chị thử chiếc này đi ạ. Không thể nào. Anh đang chụp ảnh vợ tôi đấy à? Đúng thế, có gì sai sao? Cô ấy chưa bao giờ thế này. Cô ấy đi spa, cô ấy đi mua váy áo sành điệu, còn mua cả nước hoa à? Điều này chưa bao giờ xảy ra. Hãy theo dõi cô ấy cẩn thận hơn cho tôi. Anh đến lâu chưa? Gì thế này? Vợ tôi đây ư? Anh theo dõi vợ tôi được bao lâu rồi? 3 tháng rồi. Anh chụp ảnh để theo dõi vợ tôi hay là chụp ảnh nghệ thuật cho cô ấy đây? Tấm nào cũng phải đẹp thế này à? Hey, là do vợ anh đẹp thật mà. Cô ấy ngày càng quyến rũ hơn từng ngày phải không? Có vẻ anh đang ngưỡng mộ cô ấy. Cũng có thể. Vợ anh đẹp, dịu dàng, rất hiện đại và đầy sức sống. Đàn ông ai nhìn mà chả thích chứ. Anh nhìn những tấm ảnh này thì thấy đấy. Người đàn ông trong ảnh là ai? Vợ tôi hẹn hò à? Làm sao tôi biết được?
Tôi thuê anh làm thám tử theo dõi vợ tôi, anh lại nói là không biết người đàn ông trong ảnh là ai. Anh chỉ thuê tôi để biết cô ấy có biểu hiện gì nghi ngờ hay không thôi mà. Anh ơi, hết giờ làm rồi, lát nữa mình có đi đâu không anh? Không, cô đi ra đi. Anh Hùng, em không ngờ anh lại vẫn nhận hợp đồng đó. Anh đã nói với em là không nhận hợp đồng theo dõi chị Hoa, vậy mà anh có biết làm như vậy là thất đức không hả? Em nghe anh giải thích đã. Nguyệt, là em hả? Chị Hoa, em... Nguyệt à, em không cần phải lúng túng vậy đâu. Chuyện này là kế hoạch của Hùng và chị đó. Kế hoạch ư? Chuyện là thế nào ạ? Trời ơi, thật không ngờ tôi không thể tha thứ cho người đàn ông này. Tôi sẽ ly hôn. Chị à, chị bình tĩnh đã. Nếu chị làm thế, tôi sẽ là người vi phạm hợp đồng và bị phạt rất nặng. Tôi muốn giúp chị giữ gia đình của mình. Chị còn hai con nhỏ, chúng cần có một mái ấm hạnh phúc. Tôi phải làm gì bây giờ? Cũng phải mất một thời gian vật vả, sau đó chị mới bình tĩnh và nghe theo lời khuyên của chồng em. Thế mà anh ấy không nói gì với em. Còn hiện tại chị và anh ấy thế nào rồi? Hiện tại chồng chị đang bắt đầu lo lắng về sợ mất chị rồi. Thay đổi bản thân giúp chị nhận ra giá trị thật của mình. Cho dù nếu một ngày chị không giữ được gia đình đi nữa, chị cũng vẫn tự tin và biết cách làm cho bản thân mình hạnh phúc. Hoa, em có thể tha thứ cho anh một chuyện được không? Điều anh sắp nói sau đây. Anh không cần phải nói, em biết hết rồi. Em biết rồi ư? Vậy chuyện thay đổi của em vừa qua là... Là em tự tạo ra đấy. Em không định làm điều này để níu kéo anh đâu, mà em muốn tự tìm lại chính mình. Không ngờ điều đó lại mang anh trở về. Anh tưởng là giữa chúng ta đã không còn tình cảm, chuyện sống với nhau chỉ là nghĩa vụ. Nhưng khi nhìn thấy em đi cùng một người đàn ông khác, anh biết là anh còn yêu em rất nhiều. Hãy vì những gì tốt đẹp đã có giữa chúng ta mà tha thứ cho anh nha. Cái đó còn tùy ở anh, xem mức độ hối lỗi và sửa sai như thế nào. Phòng phẫu thuật ánh sáng. Trời tối muộn rồi, sao thằng bé vẫn chưa về nhỉ? Không biết lại la cà ở đâu nữa. Về nay, từ nay cha mà thấy con còn ở đó thì sẽ phạt thật nặng, học thì không lo học. Nhưng đó là phòng thí nghiệm của con có rất nhiều công việc ở đó. Công việc gì? Đừng bày những trò vớ vẩn nữa. Thầy giáo đã la con rất nhiều lần rồi. Đừng làm cha phải mệt mỏi vì những điều tiếng không hay nữa. Có chuyện gì thế anh? Anh thấy thằng bé cứ quanh quẩn ở căn nhà hoang kia kìa, lại còn phòng thí nghiệm gì đó. Từ nay em hãy giao việc nhà cho thằng bé đi, đừng để nó bày những trò nghịch ngợm nữa. Thôi mà anh, con còn nhỏ, tuổi này là để khám phá mà. Hai cha con mau vào nhà ăn tối đi, cả nhà đang chờ đó. Trời, đang nổi gió mạnh quá, phải đóng kín cửa lại thôi. Cha ơi, tại sao lại có gió? Con còn nhỏ, chuyện đó con không hiểu được đâu Edison. Thế tại sao con lại không hiểu được? Còn không mau ăn đi, suốt ngày hỏi những câu hỏi chả đâu vào đâu. Mẹ thấy trong quyển bách khoa toàn thư có nói về gió đó. Lát nữa mẹ con ta sẽ cùng đọc nhé Edison. Vâng ạ. Anh đừng lúc nào cũng nói với con chúng ta là con không thể nào hiểu được. Như vậy là kìm hãm lòng hiểu biết của con chúng ta rồi đấy. Em lúc nào cũng dung túng cho những trò nghịch ngợm của Edison. Em không hề dung túng. Edison là một đứa trẻ đặc biệt. Em tin sau này anh sẽ phải thay đổi suy nghĩ về thằng bé đó. La 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 la. Edison, con đi đâu mà giờ này mới về? Con Ê, trời ơi, con lại từ cái phòng thí nghiệm quái quỷ đó chui ra đấy hả? Lần này
ta sẽ cho con một trận đòn thật nặng để chừa thói ham chơi đi. Còn giờ thì về nhà mau, mẹ con đang bệnh từ chiều rồi mà con vẫn còn rong chơi được à? Mẹ sao ạ? Đau quá, xin bác sĩ hãy giúp tôi. Bà nhà bị bí đường tiểu nặng, cần phải phẫu thuật gấp. Nhưng ông cũng biết, từ nhà chúng tôi lên được bệnh viện thành phố phải tới gần sáng mới đến được. Dạ ơi, còn tiền thuê xe và chi phí phẫu thuật ở bệnh viện lớn rất nhiều tiền. Nhà mình nghèo thế này, có lo được không ạ? Thưa bác sĩ, ông có thể phẫu thuật tại nhà chúng tôi được không? Xin ông hãy giúp đỡ. Tôi có thể phẫu thuật được, nhưng e là... Có chuyện gì khác thưa bác sĩ? Nhưng giờ trời đang tối, không đủ ánh sáng để phẫu thuật. Ca phẫu thuật cần phải chính xác đến từng ly. Tiến hành trong điều kiện ánh sáng leo lét thế này thì sẽ rất nguy hiểm. Trời ơi, phải có cách gì khác không bác sĩ? Ôi, đau quá. Anh ơi, em đau quá. Mẹ ơi, mẹ cố gắng. Bác sĩ đang nghĩ cách. Đau quá. Bác sĩ à, xin bác sĩ hãy phẫu thuật cứu sống mẹ cháu. Cháu sẽ cầm nến soi cho bác sĩ mà. Không được. Nếu tập trung mấy ngọn nến lại thì ánh sáng vẫn rất yếu, không thể tiến hành phẫu thuật được. Hơn nữa, nếu tiến hành phẫu thuật trong hoàn cảnh như vậy thì nước sáp nến chảy ra có thể rơi vào vết mổ, rất nguy hiểm. Không thể làm liều lĩnh như vậy được. Trời ơi, đau quá, tôi chết mất. Trời ơi, hãy làm gì đi bác sĩ. Làm ơn hãy phẫu thuật cứu vợ tôi. Chờ đến sáng chắc vợ tôi đau không sống nổi mất. Tôi có thể phẫu thuật ngay nếu có đủ ánh sáng, nhưng đủ ánh sáng ư? Đúng rồi, mình có cách rồi. Cha, con có việc phải ra ngoài gấp. Edison, thằng bé lại dở những trò nghịch ngợm gì, trong khi mẹ nó còn đang rơi vào tình thế dở sống dở chết thế này. Anh Bến, tao có việc muốn nhờ cậu. Có chuyện gì thế Edison? Ta muốn mượn gấp mấy tấm gương nhà cậu một chút thôi. Cố lên, mẹ sắp được cứu rồi. Bác sĩ, hãy đi theo cháu. Cháu đã có cách để bác phẫu thuật rồi. Hả? Cháu có cách ư? Còn biết con đang làm gì không Edison? Đừng làm phiền bác sĩ nữa được không? Cha, xin hãy tin con một lần. Con đã chuẩn bị riêng cho bác sĩ một phòng phẫu thuật rồi. Con, lần này cha sẽ cho con một trận mới được. Hãy xem thằng bé làm được gì. Sao cháu có thể nghĩ được như vậy Edison? Cháu chỉ nghĩ đến việc cứu mẹ nên đã nảy ra ý tưởng này thôi ạ. Edison, ta hết sức cảm phục cháu. Ta tin sau này cháu sẽ làm ra trò đấy. Thật tuyệt quá, bác có thể tiến hành phẫu thuật ngay đây. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Edison! Có chuyện gì nữa vậy anh? Nó lại lấy đồ nghề của anh đi đâu rồi? Chắc lại mang tới cái phòng thí nghiệm của nó. Anh à, con trai của chúng ta chỉ muốn xem cách thức hoạt động của các loại đồ chơi thôi mà. Trẻ con thích nghiên cứu, tìm tòi cũng là một điều tốt đấy. Cậu bé ấy sau này đã trở thành nhà phát minh lỗi lạc của nhân loại, Thomas Edison. Câu chuyện về phòng phẫu thuật ánh sáng của cậu còn được nhắc mãi về sau. Đây là tiền đề cho việc xây dựng những phòng phẫu thuật sau này. Khi mổ, để bàn tay của bác sĩ không che khuất vết mổ hoặc tạo bóng tối trên chỗ mổ của bệnh nhân. Người ta thiết kế nhiều bóng đèn ở nhiều vị trí khác nhau sẽ làm cho ánh sáng của các bóng đèn này đang chéo nhau. Như vậy, khi mổ cho bệnh nhân, bàn tay của bác sĩ có thể tạo ra bóng nửa tối đối với một ngọn đèn nào đó, nhưng không thể tạo bóng tối đối với tất cả các bóng đèn trong phòng. Vô cùng an toàn đấy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.